Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực văn hóa giáo dục. Cùng với cả nước, hôm nay, 22 tháng 6, hơn 14.400 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với hai môn thi là ngữ văn và toán. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự phản ánh không khí của ngày thi đầu tiên tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đang có mặt tại huyện Đức Trọng. Đây là một trong những điểm thi có số lượng đông thí sinh đăng ký dự thi ở đây với 1.702 thí sinh thi tại 4 điểm thi. Và ngày hôm nay thì các em đã sẵn sàng với tâm lý thật là tốt để bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút với hình thức là tự luận. Mong là em sẽ đạt được điểm mà em mong muốn, cỡ tầm 6 trở lên. Em thấy Bộ Giáo dục đưa ra hai tổ hợp như vậy thì em cảm thấy là phù hợp hơn với lại những bạn thích xã hội như em. Rồi, chị cảm ơn em và chúc em làm bài thật tốt nhé. Qua đánh giá chung, tất cả các điểm thi trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi để ôn lại kiến thức và ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay là ngữ văn, với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, giảm 60 phút so với kỳ thi năm trước. Vào buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn toán với thời gian 90 phút theo hình thức mới là trắc nghiệm. Dù có nhiều nét đổi mới trong cách thi trung học phổ thông năm nay, nhưng do đã được tư vấn từ trước, cùng với sự hỗ trợ động viên từ phía nhà trường, thầy cô, các thí sinh dự thi khá tự tin trước khi làm bài. Dạ, em cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đi thi rồi ạ. Em thì thầy cũng khá thoải mái ạ. Bên ngoài các điểm thi, không khí cũng không kém phần khẩn trương. Các phụ huynh cũng có mặt túc trực để kịp thời động viên tinh thần các em trong suốt 3 ngày thi quan trọng này. Năm nay cũng có tạo điều kiện cho phụ huynh với lại học sinh là cũng thuê xe rồi đưa đón con đi thi thì cho nó đỡ tốn kém, với lại phòng trọ thì thuê thì nó cũng rẻ hơn. Lần đầu đưa con đi thi thì mình cũng cảm thấy mình hồi hộp. Tất cả các bậc phụ huynh ý, thì ai cũng mong muốn là mai này là con mình thi đạt điểm tốt. Thì cũng dặn con là để điện thoại ở nhà, rồi những cái gì cần đem là đem. Lên con cố gắng thi để đạt kết quả. Cùng đồng hành với gia đình và các thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông năm 2017, còn có sự phối hợp hỗ trợ từ phía nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức và cơ quan đơn vị. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh chỉ đạo từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua các hoạt động kiểm tra, động viên tinh thần thí sinh cùng các cán bộ làm công tác coi thi năm nay. Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Thì sau khi đi kiểm tra xem xét ở cái trường, đây là một cái điểm thi, thì thấy rằng cái việc công tác chuẩn bị thi cũng như tinh thần thi của các em rất là phấn khởi, phấn chấn. Và chắc chắn là kết quả sẽ rất là tốt. Đối với các trường phối hợp, một số trường như Đại học Mở, Đại học Đà Lạt, Cao Đẳng, thì tôi thấy rằng các thầy cô làm việc rất là trách nhiệm và rất là khách quan và rất là nhiệt tình. Và chắc chắn là cái sự phối hợp của các trường đại học đối với tỉnh Lâm Đồng thì với những cái trách nhiệm và những cái tình cảm thì chắc chắn là sẽ có những kết quả tốt nhất cho kỳ thi cho các em. Theo đánh giá, đề thi ngữ văn năm nay tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với trình độ chung của học sinh. Đặc biệt, phần thi nghị luận xã hội với câu hỏi về thấu cảm, có ý nghĩa nhân văn và giá trị giáo dục sâu sắc. Tại tỉnh Lâm Đồng, môn ngữ văn có trên 13.900 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là trên 13.800, đạt tỷ lệ 99,4%. Em thấy đề văn năm nay rất vừa sức với bọn em ạ. Nhờ có sự ôn tập rất chu đáo của thầy cô và các bạn, với sự hỗ trợ của các bạn nên là bài rất tốt ạ. Đối với môn toán, có gần 14.300 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là 14.200,
đạt tỷ lệ 99,5% và không có trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi. Bài thi toán của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đổi mới về hình thức ra đề. Một số thí sinh cho rằng, với cách làm bài trắc nghiệm, các thí sinh khó bị điểm liệt. Đề thi được nhận xét là khá dài, nhưng vừa sức với thí sinh, không có nhiều câu hỏi khó. Toán thi trắc nghiệm thì 90% là có thể bấm máy tính được. Vì thế nên cũng có thể nói là điểm toán dễ lấy hơn. Theo đánh giá nhanh của các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 ở Lâm Đồng đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và thuận lợi, và không có thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Đây là tiền đề thuận lợi để các thí sinh bước vào môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và ngoại ngữ vào ngày mai 23 tháng 6. Đối với tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn hóa học, vật lý, sinh học, các thí sinh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian cho mỗi môn thi trong tổ hợp là 50 phút.